thật đau lòng và thất vọng về tin tức bi thảm tiếp tục lại xảy ra trong một vụ xả súng thảm khốc tại một trường tiểu học ở Nashville, Tennessee của Mỹ, đã khiến nhiều người thiệt mạng. Tổng thống Biden gọi vụ xả súng này là đau lòng. Ông nói rằng, bạo lực súng đạn nó đang chia rẽ các cộng đồng của chúng ta và nó đang xé toạc linh hồn của quốc gia này. Một cựu quân nhân thủy quân lục chiến California và là cha của hai đứa con đã bị bắn chết bởi hai hành khách Uber của anh khi anh đang lái xe cho Uber vào sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 3. Sau đó, nghi can đã lấy trộm chiếc xe của anh sau vụ giết người nhẫn tâm này. Bỏ lại người vợ đã chung sống 10 năm, một cậu con trai 9 tuổi và một cô con gái 3 tuổi. Người chiến thắng giải vé số độc đắc Powerball trị giá 2 tỷ đô la, đã mua một biệt thự trị giá 4 triệu đô la ở California. Ngay sau khi mua một căn biệt thự khác với giá 25,5 triệu đô la, trên một khu đất xa hoa ở Hollywood Hills vào đầu tháng này. Dân Cuba đã vượt biên vào Florida bằng du lượng gắn động cơ. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023. Bảy người đã bị thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em và ba nhân viên đã bị bắn chết trong một vụ xả súng thảm khốc tại một trường tiểu học ở Nashville, Tennessee, vào hôm thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023, bởi một tay súng là một phụ nữ chuyển giới 28 tuổi được trang bị vũ khí hạng nặng. Tay súng sau đó cũng đã bị cảnh sát tiêu diệt, các nhà chức trách cho biết. Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, kẻ nổ súng đã bị tiêu diệt trên tầng 2 của trường. Cô ta có hai khẩu súng trường kiểu tấn công và một khẩu súng ngắn. Cảnh sát cho biết họ đã nhận cuộc gọi đầu tiên về vụ nổ súng vào lúc 10 giờ 13 phút sáng thứ hai. Ngày 27 tháng 3 năm 2023 theo giờ CT. Sau đó các cảnh sát đã phản ứng rất nhanh chóng đến hiện trường. Họ đã nghe thấy tiếng súng phát ra từ tầng thứ hai. Họ ngay lập tức chạy đến chỗ tiếng súng. Khi các cảnh sát đến tầng thứ hai, họ nhìn thấy một tay súng là một phụ nữ đang nổ súng. Các cảnh sát đã giao chiến với cô ta và sau đó cô ta cũng đã bị cảnh sát bắn chết vào lúc 10 giờ 27 phút sáng. Phát ngôn viên cảnh sát Don Aaron đã nói với các phóng viên rằng tay súng đã vào trường qua một lối vào phụ ở tầng 1. Ba em học sinh bị thương trong vụ nổ súng đã được đưa tới Bệnh viện Monroe Carrell Junior Children's Hospital ở thành phố Vanderbilt và được bác sĩ tuyên bố là đã qua đời. Sau khi vụ nổ súng xảy ra, các học sinh trường Covenant School đã được hướng dẫn đi bộ đến nơi an toàn, nắm tay nhau rời trường học giữa sự bảo vệ của các xe cảnh sát sau đó các em đã đi đến một nhà thờ gần đó để đoàn tụ với cha mẹ của mình các bậc cha mẹ đã xúc động và bật khóc khi đón con sau vụ xả súng này tay súng được cảnh sát xác định là cô orriel và là người chuyển giới cảnh sát cho biết orriel đã từng học tại trường này và là một họa sĩ minh họa và nhà thiết kế đồ họa một người dân địa phương cho biết họ đã nhìn thấy kẻ xả súng ngày hôm qua và cô ta đã sống ở nhà với mẹ của cô ta mẹ cô ta là một người làm việc tại một nhà thờ gần đó và cha của cô ta là người làm nghề tự do theo một nguồn tin đã nói với the post rằng cha mẹ của cô ta là những người rất tốt đặc biệt là mẹ của cô ta chúng tôi chỉ bị sốc thỉnh thoảng chúng tôi có gặp cô ta và cô ta là một người rất dè dặt và rất ít nói và cô ta còn có một người anh trai đang học trường luật ở brooklyn ngay sau khi cảnh sát tuyên bố kẻ nổ súng đã chết Cục điều tra Tennessee cũng cho biết, hiện tại không có mối đe dọa nào khác đối với an toàn công cộng. Trường Covenant đã dạy học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6. Có khoảng 200 học sinh theo học, theo trang web của trường cho biết. Phát biểu tại một sự kiện của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ vào chiều nay, Tổng thống Joe Biden cho biết, ông đã được thông báo về tình hình và gọi vụ nổ súng này là đau lòng. Tổng thống Biden nói rằng, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn bạo lực súng đạn. Nó đang chia rẽ các cộng đồng của chúng ta. Nó đang xé toạt linh hồn của quốc gia này. Tổng thống Biden cho biết, ông vẫn cam kết nỗ lực cải cách súng đạn và kêu gọi quốc hội thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công do ông đề xuất. Nghị viên Nashville, ông Freddie O'Connell cho biết trong một tuyên bố, Đáng buồn thay, hôm nay Nashville đã tham gia cùng các cộng đồng đã trải qua một vụ xả súng ở trường học. Hiện tại, trọng tâm của tôi đang chuyển sang hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng." và xem xét lại những nỗ lực của chúng tôi để ngăn chặn những viễn cảnh kinh hoàng này. Thống đốc Tennessee Bill Lee cho biết, ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời cho biết thêm rằng các quan chức của Bộ An toàn và tuần tra đường cao tốc của tiểu bang đang hỗ trợ những người phản ứng đầu tiên. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện cho trường học và cộng đồng Nashville. Thông tin tiếp theo một cựu quân nhân thủy quân lục chiến California và là cha của hai đứa con đã bị bắn chết bởi hai hành khách Uber của anh. Khi anh đang lái xe cho Uber vào sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023, theo cảnh sát Los Angeles cho biết, nạn nhân là Aaron Orozco, 38 tuổi, đang lái xe cho công ty Uber, thì bị hai hành khách của mình đã bắn chết tại bãi đậu xe 7-Eleven ở Linwood để lấy trộm chiếc xe của anh sau vụ giết người nhẫn tâm này trong cuộc hỗn chiến một trong những nghi phạm đã bắn nạn nhân trước khi chạy trốn khỏi hiện trường trong chiếc Honda Accord của nạn nhân cảnh sát cho biết người lái xe sau đó đã được gia đình xác định là Orozco đã bị một vết thương do súng bắn vào phần thân trên trong khi các nghi phạm vẫn chưa bị bắt vào đầu chủ nhật theo nhà chức trách cho biết chiếc xe đã được tìm thấy bị bỏ lại cách nơi xảy ra vụ nổ súng một quãng ngắn Cô Sandra Medina, vợ của nạn nhân, đã nói với đài Fox 11 cho biết, có vẻ như tôi đang ở trong một cơn ác mộng. Điều đó dường như không có thật đối với tôi. Thậm chí tôi còn chưa nói với các con của mình là cha của chúng đã chết, và chúng vẫn nghĩ cha của chúng sẽ trở về nhà. Orozco qua đời bỏ lại người vợ đã chung sống 10 năm, một cậu con trai 9 tuổi và một cô con gái 3 tuổi. Nạn nhân đã lái xe cho Uber được 4 năm và chỉ lái xe vào ban đêm để ban ngày tiện chăm sóc hai đứa con của mình, để cho vợ anh là Medina đi làm ban ngày và vợ anh làm y tá. Công ty Uber cho biết trong một tuyên bố rằng trái tim của chúng tôi hướng về gia đình Orozco khi họ đương đầu với thảm kịch khôn lường này và chúng tôi đã liên hệ để gửi lời chia buồn. Trước khi lái xe cho Uber, Orozco đã phục vụ trong thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và đóng quân tại trại Pendleton từ năm 2001 đến năm 2005. Orozco đã từng ba lần được triển khai tới Iraq và Afghanistan trong suốt bốn năm phục vụ. Cô Medina, vợ của Orozco, đã nói với đài ABC7 rằng, Tôi thực sự hy vọng rằng họ tìm ra được nghi phạm, bởi họ đã tạo ra sự hỗn loạn này trong cuộc sống của tôi, của gia đình tôi và bây giờ. Tôi không có chồng bên cạnh, và điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng họ có thể bắt được nghi phạm. Theo dữ liệu của LAPD, hành vi trộm cắp ô tô vào năm 2022 tăng vọt cao hơn 4,3% so với năm 2021 ở quận Los Angeles, cao hơn đáng kể 61,5% kể từ năm 2019. Thông tin tiếp theo, người chiến thắng giải vé số độc đắc Powerball California trị giá 2 tỷ đô la vừa qua đã mua một biệt thự trị giá 4 triệu đô la ở California. Ngay sau khi mua một căn biệt thự khác với giá 25,5 triệu đô la ở Hollywood Hills vào đầu tháng này, Edwin Castro, người đàn ông 30 tuổi này đã nhận được vé trúng thưởng vào tháng trước và nhận được khoản thanh toán một lần trị giá 997,6 triệu đô la. Edwin Castro đã nhanh chóng mua khu dành cho người độc thân rộng lớn, được coi là giấc mơ của giới giải trí vì nó bao gồm một phòng trò chơi, hầm rượu, rạp chiếu phim, quán bar và một phòng tập thể dục sang trọng. Edwin Castro, người đàn ông ở California, gần đây đã tăng danh mục đầu tư bất động sản của mình một lần nữa. Anh ta đã mua một biệt thự trị giá 4 triệu đô la ở Otadina, quê hương của anh ta, gần trạm xăng nơi mà anh ta mua vé trúng thưởng Powerball. Biệt thự của anh ta đã được bao bọc bởi những cây ô liu để che chắn khỏi tầm mắt của công chúng và có tầm nhìn tuyệt đẹp không bị cản trở ra dãy núi Saint Gabriel. Bên trong căn biệt thự triệu đô có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm được xây dựng năm 1953, hiện đại với nét ảnh hưởng của Nhật Bản. Nó có trần nhà cao, những bức tường trắng sắc nét và thiết bị chiếu sáng tối giản hoàn hảo để trưng bày một bộ sưu tập nghệ thuật. Xung quanh khu đất là cảnh quan tuyệt đẹp của khu vườn và đỉnh núi. Hai trong số năm phòng ngủ đã được cấu hình lại để hoạt động như một studio nghệ thuật và một rạp chiếu phim cách âm. Bước ra ngoài ngôi nhà hình chữ U là ao, hiên và bể bơi nước mặn. Ngôi nhà đầu tiên mà Edwin Castro đã mua sau khi thắng với số Powerball cũng có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm và hai phòng trang điểm. Không gian sống rộng 13.500 square feet. Tự hào có tầm nhìn toàn cảnh khu thương mại Los Angeles đến thành phố Century. Không gian cũng bao gồm phòng tập thể dục, bể ngâm lạnh, hầm gió, rạp chiếu phim và phòng tắm hơi. Các tính năng bên ngoài bao gồm hồ bơi, spa và khu vực nướng thịt ngoài trời. Edwin Castro đã mua vé trúng thưởng Powerball tại một trạm xăng ở Otadina. và chiến thắng của anh ta đã được các quan chức sổ số California công bố vào ngày 14 tháng 2 năm 2023. Thông tin tiếp theo Hai người vượt biên từ Cuba đáp xuống phi trường khi West International Airport ở Florida vào hôm thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023 bằng du lượng gắn động cơ. Theo CNN trích dẫn từ văn phòng cảnh sát quận Monroe cho biết, thông tin ghi nhận được cho thấy hai người đàn ông này đáp xuống mặt đất vào lúc khoảng 10 giờ 30 phút sáng giờ địa phương và không gặp chấn thương nặng. Cả hai hiện đang bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ giam giữ. Ông Richard Strickland, giám đốc phi trường khẳng định rằng sự việc không gây gián đoạn, các hoạt động và dịch vụ vẫn được vận hành bình thường. Trong những tháng qua, Florida đón nhận làn sóng di dân ồ ạt từ Cuba, trong đó có nhiều người thực hiện các hải trình nguy hiểm. Vào hồi tháng 1, tuần duyên Mỹ đã đưa 273 người từ bờ biển Florida về lại Cuba. Trước đó, vào tháng 9, tuần duyên Mỹ đã tuyên bố số người di dân Cuba bị họ chặn lại trong năm ngoái, nhiều hơn so với những năm 1990. Mặc dù việc người Cuba di dân qua Mỹ là điều xảy ra thường xuyên trong nhiều thập niên qua, thế nhưng sự gia tăng gần đây là nguyên nhân đến từ tình trạng bất ổn, đàn áp và thiếu hàng hóa cơ bản tại quốc gia này. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.